Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên vật tư phân nhân.com, một công ty chuyên cung cấp các loại nhựa tắm, nhựa cây, các loại tắm nhựa, các loại ống nhựa. Hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn biết một loại nhựa mà hiện tại là phân nhân đang bán, đó là nhựa chất liệu MC màu xanh anh chị các bạn. Thì cái loại hàng này công ty phân nhân chúng tôi có cái loại tắm và loại cây. Cái loại cây thì chúng tôi đang có từ phi nhỏ là từ phi 10 tới chúng tôi có phi 300, 350 anh chị các bạn. Chiều dài của cái nhựa này á là nó 1 mét nha. Và chúng tôi có phi 10, phi 10, phi 15, phi 20, phi 25, phi 30. Thì nó cách nhau như vậy là 5 size. 5 size có nghĩa là 5, 10, 15, 20 á, tới phi 300, 350. Chiều dài của nó 1 mét. Một cây nguyên của nó chiều dài 1 mét, nhưng anh chị các bạn có nhu cầu mua lẻ, mua từng đoạn thì công ty chúng tôi cũng có thể báo giá và bán cho anh chị như vậy. Đơn giản là bên công ty có bán nguyên cây và bán lẻ. Bên cạnh đó thì cái loại nhựa MC này nè, chúng tôi có thể nhận làm gia công cho anh chị các bạn, cắt từng lát nhỏ, hoặc là chúng tôi có thể tiện thành những cái bánh xe, bánh răng, bánh xe, bánh răng cho anh chị các bạn, hoặc là những cái loại này thì chúng tôi có thể là khoan lỗ tròn á, thành ống đó. Khoan lỗ tròn thành ống. Thì quý anh chị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915 886 916. Đây cũng là số điện thoại Zalo, và đặc biệt đây là một cái loại nhựa mà nó là cứng dẻo. Nó là một cái loại nhựa cứng dẻo, dùng làm bánh răng, dùng làm tấm lốt pallet và làm những cái vật dụng mà trong các xí nghiệp, trong các nhà máy. Bởi vì cái loại nhựa này nó là một cái loại nhựa có khả năng là chống va đập tốt, và nó cho kháng nước, kháng dung môi anh chị các bạn. Hiện tại thì công ty chúng tôi là bán và ship hàng cho cả nước, nên anh chị các bạn có cái nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ công ty chúng tôi qua số điện thoại đó. Chúng tôi sẽ báo giá, đồng thời sẽ chốt sale, cắt hàng và giao hàng trong ngày. Rất mong quý anh chị và các bạn tin tưởng và ủng hộ. Kính chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.